đề 12 thực chiến đề lý. Một vật đang dao động điều hòa, biết rằng trong một chu kỳ khoảng thời gian chuyển động nhanh dần là 0,3 giây. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 0,7 giây là 15 cm. Người ta hỏi biên độ dao động của vật là, thì ở đây ta có này, ta chúng ta sử dụng hình tròn nhé. Thì người ta bảo là khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần là 0,3. Vì thế nhanh dần là đâu nhỉ? Từ biên về chính cân bằng đúng không? Thì nó hai góc này. Được chưa? Thì ta có suy ra gì nhỉ? T trên 2 bằng 0,3 giây. Từ đó suy ra T bằng 0,6 giây. Mà ta có 0,7 giây bằng T cộng với T trên 6. Đúng không? Thì nó bằng 4A cộng với S. S cho cái khoảng pi trên 6 này. Thì bây giờ anh xét này, trên T trên 6 mà quãng đường đi được lớn nhất, vì thế nhưng sao nhỉ, nó đối xứng qua trục OI đúng chưa? Thì đây T trên 6 suy ra cái S này tương ứng với delta phi, nó bằng pi trên 3. Thì đây nó đối xứng qua cái trục OI. Đây là pi trên 6 và đây là pi trên 6. Được chưa? Thì ứng với mỗi cái này thì nó là A trên 2. A trên 2. Thì từ đây anh suy ra S bằng A suy ra 15 bằng 5A suy ra A bằng 3. Ta chọn ý D. Chúc em học tốt.